Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Đó, cái này lại làm gì? Cô lại làm gì? Cô lại làm gì? Không, thả ra, thoải mái. Cô em bắt bà từ đây làm gì? Rất là xấu. Từ đây, vùng, giấu cái đà đi. Vùng là phải thấy cái vùng. Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng em được đứng trên một sân khấu lớn, được nhảy múa, được thả cái đam mê của anh ngày trước. Em biết là 6 năm trước anh từ bỏ cái đam mê nhảy múa này để đi theo cái công việc và trách nhiệm với gia đình. Thì hiện tại em muốn anh hãy dùng hết sức mình, dùng hết những cái đam mê, cái nhiệt huyết ngày xưa, ngày trẻ của anh để rồi vào cuộc thi này, vì đây có thể là cuộc thi cuối cùng anh có thể tham gia và cũng có thể nó sẽ thay đổi cuộc đời anh sang một trang khác như em. Thì em mong là mình cùng cố gắng và anh hãy nỗ lực đến phút cuối cùng, đừng bao giờ từ bỏ. Những cái bài mà đánh với Sơn, bài Lịch biết nó sẽ phải học với Sơn, biết Sơn sẽ làm được. Có thể là 70% khi mà anh sân khấu có thể là nó sẽ không được vậy, nhưng mà anh muốn em ra sân khấu phải 100%, 150%, phải tốt hơn, phải đi cùng, phải xuất thần hơn nữa mới có thể đi tiếp vào 100%, hoặc là nếu có dừng lại thì cũng mình không cảm thấy là mình bứt rứt hay là mình buồn, mình đã làm tốt, mình cảm thấy là mình cống hiến hết mình trên sân khấu. Chị biết là tuần này sẽ rất khó cho em bởi vì em phải muốn hết tận 2 bài lận. nhiều hơn nữa, phải thật sự cố gắng, phải gấp trăm gấp ngàn lần nữa để người ta thấy được cái sự nỗ lực của em, để người ta cho em một cơ hội nữa. Cuộc đời không cho mình nhiều cơ hội lắm đâu, em phải tự chớp lấy cơ hội đó. Để mà Ngọc Khánh bước đến gần với đam mê của mình, với ước mơ của mình và với cái nhiều cái mục đích mà Khánh đặt ra trong cuộc sống. Chúc em may mắn. Lan Khuê lại có cơ hội một lần nữa được trở lại với ghế nóng của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Thực ra thì lần đầu tiên khi mà Lan Khuê nhận lời mời là khách mời của chương trình về nhảy múa thì cũng có nhiều người cho rằng không biết một người đẹp thì khi ngồi ghế nóng một cuộc thi mang tính chuyên môn về nhảy múa thì cô ấy sẽ nói gì, sẽ có những nhận xét gì và cô ấy hiểu gì về bộ môn nhảy múa. Thì qua tập lần đầu tiên mà Lan Khuê xuất hiện thì những cái phản hồi từ khán giả thì Lan Khuê cảm thấy khá là vui khi mà những cái nhận xét, những cái đánh giá của mình được mọi người ủng hộ và đồng ý. Thì ngày hôm nay khi trở lại với chương trình thì Lan Khuê rất là vui. Cái buổi đầu tiên nó là sẽ được nhìn thấy những cái tiết mục được đầu tư cũng như là được dàn dựng công phu và bài bản. Và điều quan trọng đó chính là các bạn thí sinh sau một thời gian dài gặp lại thì Lan Khuê thấy các bạn đã thay đổi hoàn toàn từ cân nặng và về vóc dáng thì các bạn đã gọn gàng hơn rất là nhiều và tràn đầy sức sống. Và Lan Khuê tin chắc rằng dù có dừng chân sớm hay là giành chiến thắng trong cuộc thi này thì tất cả các bạn đã thành công trong việc bảo vệ sức khỏe của mình, trong việc giảm cân. Và các bạn hoàn toàn có thể tự tin quay trở lại cuộc sống của mình với một những bạn hoàn toàn mới. Quê vẫn còn nhớ cái hôm đầu tiên mà mình làm giám khảo khách mời thì là Quê vô cùng ngạc nhiên, bởi vì các bạn là những người nghiệp dư, các bạn hoàn toàn chưa có dịp được tiếp xúc với bộ môn nhảy múa. Thế nhưng mà những màn trình diễn các bạn đem tới vô cùng ấn tượng và đạt ở một cái đẳng cấp mà Lan Khuê nghĩ là đã gần tiệm cận với là chuyên nghiệp. Cho nên ngày hôm nay khi trở lại thì Lan Khuê muốn được nhìn thấy nhiều hơn những kỹ thuật của các bạn, cũng như nhìn thấy nhiều hơn sự đầu tư trong từng bạn nhảy, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tôi hy vọng rằng ở tuần này thì Lan Khuê cũng như giám khảo và các thí sinh sẽ đem đến những cái phần trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả, và mọi người hãy nhớ đón xem Bước Nhảy Ngàn Cân nhé. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.